Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trang truyền hình cơ sở của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Phong Thổ. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Hội nghị trực tuyến công tác dân vận trong hoạt động hòa giải. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phong Thổ sơ kết hoạt động công tác hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm 2020. Lễ gia quân hưởng ứng Ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam, tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Thị trấn Phong Thổ đích cực chăm sóc Tào Đại. Ngoại khóa tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh trường trung học cơ sở thị trấn Phong Thổ. Ban dân vận Trung ương vừa tổ chức hội nghị trực tuyến công tác dân vận trong hoạt động hòa giải. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban dân vận Trung ương chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu huyện Phong Thổ, dự có đồng chí Sùng A Nủ, tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy. Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Tư pháp đã báo cáo về kết quả thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở. Lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo về vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc trong thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở. Theo đó, hiện nay cả nước có 96.605 tổ hòa giải với 600.462 hòa giải viên. Hoạt động hòa giải ở cơ sở tại các địa phương nhìn chung được triển khai có hiệu quả. Sau 6 năm triển khai thực hiện luật hòa giải ở cơ sở, đến nay các địa phương đã tiếp nhận tổng số 875.312 vụ việc, trong đó hòa giải thành công 707.945 vụ việc, đạt 80,9%. Nhiều tranh chấp, mâu thuẫn trong đất đai được giải quyết ngay từ cơ sở, góp phần tăng cường sự đoàn kết gắn bó trong nhân dân. Tại hội nghị cũng đã được nghe báo cáo về công tác dân vận trong hoạt động hòa giải đối thoại tại tòa án để nhìn nhận đánh giá khách quan, toàn diện về kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế của công tác dân vận trong hoạt động hòa giải ở cơ sở và hòa giải đối thoại tại tòa án. Nhận diện bối cảnh mới với những yêu cầu và thách thức mới đặt ra, từ đó đề xuất định hướng giải pháp hữu hiệu thiết thực nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở, hòa giải đối thoại tại tòa án trong thời gian tới gắn với vai trò của công tác dân vận. Tỉnh ủy Lai Châu vừa tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 7 dưới hình thức trực tuyến. Tại điểm cầu huyện Phong Thổ, dự có đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy. Tại hội nghị, các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh huyện đã được thông tin về những thành tựu nổi bật của ngành tuyên giáo trong 90 năm qua, các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng mùng 1 tháng 8 năm 1930, mùng 1 tháng 8 năm 2020 và 68 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo Lai Châu mùng 4 tháng 2 năm 1952, mùng 4 tháng 2 năm 2020. Thông tin về tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước 6 tháng đầu năm 2020. Dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại 6 tháng cuối năm 2020. Những điểm mới trong kỳ thi Trung học Phổ thông năm 2020 và kết quả hoạt động ngành bảo hiểm xã hội tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Sau khi hội nghị kết thúc, các báo cáo viên tích cực tuyên truyền các nội dung đã được tiếp thu tới cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phong Thổ vừa tổ chức sơ kết hoạt động công tác hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm 2020 và chương trình ký kết quy chế phối hợp hoạt động giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và 6 đồn biên phòng giai đoạn 2014-2019. Dự có đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy. 6 tháng đầu năm, các cấp hội phụ nữ trong huyện đã cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ huyện, nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp gắn với phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc. Các hoạt động công tác hội được các tầng lớp chị em phụ nữ tích cực tham gia. Các hoạt động chị em tiết kiệm giúp nhau phát triển kinh tế, thực hiện xóa đói giảm nghèo, chú trọng công tác giáo dục gia đình, nâng cao hiểu biết và phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội được thực hiện có hiệu quả. Cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch gắn với xây dựng nông thôn mới được chị em phụ nữ nhiệt tình hưởng ứng. Bên cạnh đó, chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và các đồn biên phòng đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân trên địa bàn.
Qua đó, hội viên phụ nữ và nhân dân đã tích cực trong phong trào tham gia quản lý đường biên mốc giới, cùng bộ đội biên phòng đấu tranh phòng chống các hoạt động vi phạm quy chế khu vực biên giới, không di cư tự do, không theo đạo trái pháp luật, không xuất cảnh trái phép, không bỏ sang Trung Quốc lấy chồng. Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và 6 đồn biên phòng tiếp tục ký kết quy chế phối hợp hoạt động giai đoạn 2020-2025 với các nội dung tuyên truyền vận động cán bộ chiến sĩ các đồn biên phòng, cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Hội viên phụ nữ tích cực vận động chồng con người thân không mắc các tệ nạn xã hội, phối hợp xây dựng một số mô hình cụ thể thiết thực về phát triển kinh tế, phòng chống bạo lực gia đình, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và không sinh con thứ ba trở lên. Hội Nông dân huyện Phong Thổ vừa tổ chức hội nghị ban chấp hành mở rộng để đánh giá tình hình công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2020. 6 tháng đầu năm 2020, các cấp hội nông dân huyện Phong Thổ đã tích cực vận động cán bộ, hội viên nông dân đảm bảo các chỉ tiêu trong sản xuất nông nghiệp, tiếp tục thực hiện các chương trình lớn của nhà nước, của tỉnh như chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất theo quyết định 29 của tỉnh, nghị quyết 30A của chính phủ. Ngoài ra, hội đã tập trung lãnh chỉ đạo tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên nông dân thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và khắc phục thiệt hại do mưa đá, gió lốc gây ra, góp phần đảm bảo cuộc sống, ổn định sản xuất. 6 tháng cuối năm, Hội Nông dân huyện đẩy mạnh việc vận động nông dân thực hiện có hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, xây dựng phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả, hướng dẫn hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp và xây dựng, phát triển các mô hình chi tổ hội nghề nghiệp, đồng thời tổ chức tốt các hoạt động tư vấn hỗ trợ dịch vụ đào tạo nghề cho nông dân phát triển sản xuất kinh doanh, vận động nông dân tích cực thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường. Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với Bưu điện Việt Nam vừa tổ chức lễ ra quân hưởng ứng Ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam, tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình đồng bộ từ trung ương đến cấp tỉnh, huyện. Đến nay, sau gần 6 năm triển khai thực hiện luật bảo hiểm y tế sửa đổi, công tác tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm y tế đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Hiện tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế ở nước ta đã đạt gần 90% dân số. Số người tham gia bảo hiểm y tế tăng nhanh qua các năm, bình quân mỗi năm tăng 48%, từ năm 2015 đến năm 2019 tăng hơn 15 triệu người. Đến hết năm 2019, đã có trên 85,6 triệu người tham gia bảo hiểm y tế. Trong đó, diện bao phủ đã tập trung vào các nhóm yếu thế. Thời gian tới, việc phát triển bền vững chính sách bảo hiểm y tế ở nước ta gặp phải những thách thức như già hóa dân số, mô hình bệnh tật thay đổi, đặc biệt chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế không ngừng gia tăng. Bên cạnh đó, nhằm phát triển số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục tăng cường công tác thông tin tuyên truyền chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trong đó tập trung tuyên truyền, vận động trực tiếp đến đơn vị, doanh nghiệp, người lao động và người dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Cùng với lễ ra quân tại điểm cầu trung ương, các tỉnh, thành, quận, huyện, Huyện Phong Thổ cũng tổ chức tuyên truyền lưu động với 30 người tham gia diễu hành tư vấn và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình bằng phương tiện ô tô, xe máy có gắn các thông điệp truyền thông bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Trường tiểu học thị trấn Phong Thổ vừa tổ chức bế giảng năm học 2019-2020 và tri ân học sinh lớp 5. Trong năm học 2019-2020, tập thể cán bộ giáo viên trường tiểu học thị trấn Phong Thổ đã triển khai thực hiện sáng tạo các phong trào thi đua của ngành giáo dục, nâng cao năng lực quản lý chất lượng hiệu quả các hoạt động giáo dục. Đội ngũ giáo viên nhà trường luôn tích cực đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, đặc biệt là sự cố gắng rèn luyện học tập của các em học sinh. Kết quả trong năm học, nhà trường đã huy động được 100% số trẻ trong độ tuổi ra lớp. Tỷ lệ học sinh chuyên cần đạt trên 99%, tỷ lệ học sinh chuyển lớp đạt 100%. Số học sinh hoàn thành chương trình lớp học là 628 em, đạt 100%. Học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học là 111 em, đạt 100% chỉ tiêu.
Tại buổi lễ, trường tiểu học thị trấn Phong Thổ đã khen thưởng cho những em học sinh tiêu biểu trong năm học 2019-2020 và tặng quà chia tay những em học sinh lớp 5 niên khóa 2015-2020. Huyện Phong Thổ vừa tổ chức giải cầu lông công nhân viên chức lao động lần thứ 16 năm 2020, chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham gia giải có 148 vận động viên đến từ 16 đoàn thuộc các cơ quan đơn vị xã thị trấn trên địa bàn huyện. Các vận động viên sẽ thi đấu ở các nội dung là lãnh đạo các cơ quan huyện, lãnh đạo các xã thị trấn, lãnh đạo nữ, phong trào nam nữ. Giải cầu lông được tổ chức nhằm tạo sân chơi bổ ích lành mạnh, cổ vũ, động viên tinh thần, tập luyện thể dục thể thao của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ phát triển toàn diện về đạo đức trí tuệ và sức khỏe trong giai đoạn hiện nay. Sau 3 ngày thi đấu sôi nổi, ban tổ chức đã trao 13 giải nhất, 13 giải nhì, 23 giải ba và 6 giải toàn đoàn cho các vận động viên và các đoàn có thành tích thi đấu cao. Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2014 đến nay, cây táo đại đã mang lại giá trị kinh tế cao, giúp nhiều hộ dân thu nhập khoảng hơn 30 triệu đồng trên ha. Vì vậy, sau khi thu hoạch, người trồng táo thị trấn Phong Thổ lại tích cực chăm sóc để cây táo đại sinh trưởng và phát triển tốt, nâng cao năng suất, sản lượng, đồng thời tạo ra sản phẩm có kích cỡ đồng đều, mẫu mã đẹp mắt để cung ứng cho thị trường. Cũng như các hộ khác trong thôn, gia đình ông Đèo Ngọc Phong ở thôn Vàng Bó, thị trấn Phong Thổ đã chuyển đổi hơn 1.000 m2 đất trồng ngô kém hiệu quả sang trồng hơn 70 gốc táo đại. Trung bình mỗi năm, gia đình ông bán quả thu về hơn 30 triệu đồng. Ông Phong tâm sự, qua mấy năm trồng cây táo đại, cây táo phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng khí hậu của địa phương, lại đem lại hiệu quả kinh tế cao. Chính vì thế, sau thời gian thu hoạch, gia đình ông đã tiến hành đốn cành, làm cỏ, bón phân NPK theo đúng hướng dẫn của cán bộ chuyên môn, từ đó giảm thiểu rủi ro trong sản xuất. Trời táo lên tầm dù 15 đến 30 ngày thì cái mầm táo nó lên thì khi nó nhiều cành qua để tỉa bớt đi. Thì chỉ chọn những cành mà 4 đến 5 cành và mỗi cành một hướng mà nó không ảnh hưởng đến ánh sáng của nhau. Thế sang năm nay thì táo nó thấy sự phát triển của nó mạnh hơn thì gia đình vẫn đang chăm, tiếp tục làm cỏ để bón phân để cuối năm nay gặt hái được nhiều hơn. Từ mô hình trồng táo đại thành công năm 2014 với hơn 200 cây ban đầu, cấp ủy, chính quyền thị trấn Phong Thổ đã vận động nhân dân trên địa bàn từng bước chuyển đổi diện tích hoa màu kém hiệu quả sang trồng táo đại. Đến nay trên địa bàn thị trấn Phong Thổ đã có trên 7 ha cây táo đại. Để nâng cao năng suất, sản lượng cho cây táo, cấp ủy chính quyền thị trấn đã phối hợp với các phòng ban chuyên môn của huyện hướng dẫn bà con cách chăm sóc phòng bệnh cho cây. Trong khâu chăm sóc, người trồng táo chú trọng đến việc quét vôi xung quanh gốc táo để tránh các loại côn trùng hại rễ như mối, dế, kiến, bọ xít, mọt đục thân. Việc đốn cành táo nhằm mục đích tăng tuổi thọ cũng như thúc đẩy năng suất, chất lượng quả. Bên cạnh đó, để cây táo đại sai quả không bị sâu bệnh, bà con nông dân còn thường làm cỏ phòng trừ sâu bệnh đúng thời điểm nên cây táo sinh trưởng, phát triển tốt. Trong quá trình dự án trồng táo mấy năm nay thì Ủy ban thị trấn thường xuyên phối hợp với cán bộ của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thường xuyên đến thăm cánh đồng và hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cho bà con nhân dân như kỹ thuật bón phân này, làm cỏ này và trực tiếp là hướng dẫn bà con mua các thuốc bảo vệ thực vật và để phòng trừ sâu bệnh. Với việc chăm sóc đầy đủ và đúng quy trình kỹ thuật, chắc chắn rằng cây táo đại sẽ sinh trưởng và phát triển tốt, đem lại cho người dân trồng táo đại tại Phong Thổ một vụ mùa bội thu, góp phần cải thiện đời sống nhân dân trên địa bàn, từng bước giảm nghèo bền vững. Thưa quý vị và các bạn, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật luôn được huyện Phong Thổ chú trọng tập trung vào lứa tuổi học sinh thanh thiếu niên, đặc biệt là thời điểm kết thúc năm học các em được nghỉ hè. Thông qua những hình thức tuyên truyền pháp luật gần gũi, dễ hiểu đã giúp các em thêm hiểu biết pháp luật và hành xử đúng mực. Ghi nhận của phóng viên qua buổi ngoại khóa tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh trường trung học cơ sở thị trấn Phong Thổ.
buổi tuyên truyền pháp luật cho 381 em học sinh trường trung học cơ sở thị trấn Phong Thổ được tổ chức vừa qua do Hội đồng Phổ biến Giáo dục Pháp luật huyện Phong Thổ phối hợp với nhà trường tổ chức dưới hình thức là một buổi sinh hoạt ngoại khóa. Tại buổi tuyên truyền, cán bộ, giáo viên và các em học sinh đã được nghe các nội dung cơ bản về các biện pháp quản lý học sinh trong dịp hè, các biện pháp phòng chống tai nạn đuối nước và một số nội dung khác liên quan đến công tác giáo dục, vận động học sinh, luật giao thông đường bộ, luật hôn nhân và gia đình, luật phòng chống ma túy và các văn bản khác liên quan. Trong buổi tuyên truyền pháp luật ngày hôm nay, con học được rất nhiều điều bổ ích về việc phòng chống đuối nước, tảo hôn ở lứa tuổi thanh thiếu niên, luật giao thông đường bộ. Con học được kiến thức và con sẽ thực hành ở kỳ nghỉ hè trong năm học này là không được tắm sông tắm suối khi không có sự cho phép của bố mẹ. Và luật an toàn giao thông thì con học được là không được đi dàn hàng ngang, hàng 2, hàng 3, phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Và ở luật tảo hôn trong lứa tuổi thanh thiếu niên thì con học được là đối với nữ là đủ 18 tuổi trở lên và đối với nam là đủ 20 tuổi trở lên mới được kết hôn. Lứa tuổi học sinh là khi các em đang phát triển cả về thể chất, tinh thần và dễ bị ảnh hưởng bởi các tác động xấu từ môi trường, xã hội. Chính vậy, việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh cần được gia đình, nhà trường và chính quyền các cấp chú trọng. Thông qua những hình thức tuyên truyền pháp luật gần gũi, dễ hiểu, giúp học sinh nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật, góp phần xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Trong thời gian tới là cơ quan Hội đồng Phổ biến Giáo dục Pháp luật sẽ phối hợp các nhà trường, sẽ tổ chức các quy mô nó là sẽ rõ ràng hơn, rộng hơn để khuyến khích các em tìm hiểu, tham hiểu về pháp luật, để động viên khuyến khích các em là thực hiện tốt, chấp hành các quy định của pháp luật về an ninh trật tự trên địa bàn huyện Phong Thổ. Đợt này Hội đồng Phổ biến Giáo dục Pháp luật huyện còn tổ chức tuyên truyền tại nhiều điểm trường khác ở xã Mường So, Nậm Xe, Bản Lang, Khổng Lào, Malifor để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của phụ huynh và học sinh trong công tác phòng chống tai nạn đuối nước cũng như ý thức chấp hành pháp luật trên địa bàn huyện, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đảm bảo các cháu học sinh có một kỳ nghỉ hè vui, khỏe, có ích. Trang truyền hình cơ sở của Đài truyền thanh truyền hình huyện Phong Thổ đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.